Trưa Chủ nhật mùng 7 tháng 10, dù trời mưa, nhưng đã có gần 25.000 tín hữu hiện diện trong buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phaero. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha khẳng định sự bất khả phân ly của hôn nhân là ý định nguyên thủy trong kế hoạch của Thiên Chúa dành cho hôn nhân. Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu hổ tương, sự thương xót và tha thứ giúp đôi vợ chồng trung thành với nhau và cũng nhắc rằng giáo hội luôn đồng hành với các gia đình trong khi vui cũng như lúc buồn với tình thương chứ không phải sự lên án. Trước hết, Đức Thánh Cha khẳng định ly dị không phải là ý định nguyên thủy của Thiên Chúa dành cho hôn nhân, nhưng luật cũ do ông Môsê đưa ra là vì sai lỗi, sự cứng đầu của con người. Đức Thánh Cha nói đây là một sự nhượng bộ để giảm nhẹ những sai lầm do sự ích kỷ của chúng ta, nhưng nó không đúng với ý định ban đầu của Đấng Tạo Hóa. Đức Thánh Cha giải thích điều này dựa trên lời Chúa Giêsu trích lại từ sách Sáng Thế. Từ khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người nữ. Bởi thế, người đàn ông sẽ rời cha mẹ mình và kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một xương một thịt duy nhất. Và Chúa kết luận, điều gì Thiên Chúa đã liên kết, con người không được phân ly. Đức Thánh Cha nói, trong chương trình nguyên thủy của Đấng Tạo Hóa, không có người đàn ông kết hôn với người đàn bà, và rồi nếu mọi chuyện không diễn ra tốt đẹp thì ruồng rẫy vợ mình. Không, ngược lại, người đàn ông và đàn bà được mời gọi nhận ra nhau, hoàn thiện cho nhau, trợ giúp lẫn nhau trong hôn nhân. Giáo huấn này của Chúa Giêsu rất rõ ràng và bảo vệ phẩm giá của hôn nhân như là liên kết của tình yêu mà trong đó ám chỉ đến sự trung thành. Điều cho phép các đôi vợ chồng vẫn liên kết với nhau trong hôn nhân chính là tình yêu trao ban hổ tương được ân sủng của Chúa Kitô trợ giúp. Ngược lại, nếu nơi vợ chồng lợi ích cá nhân, sự thỏa mãn cá nhân lớn hơn, thì sự liên kết của họ sẽ không thể vững bền. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng có những đổ vỡ trong tình yêu, nhưng Thiên Chúa không cho phép ly dị. Đức Thánh Cha nói, cũng chính trang tin mừng đó nhắc nhở chúng ta một cách rất thực tế, người đàn ông và đàn bà được gọi sống kinh nghiệm của mối tương quan và của tình yêu. Có thể một cách đáng tiếc, họ làm những việc khiến cho kinh nghiệm này bị khủng hoảng. Chúa Giêsu không cho phép sự ruồng rẫy và tất cả những gì có thể làm cho mối quan hệ bị tan vỡ. Người làm điều này để khẳng định kế hoạch của Thiên Chúa, trong đó nổi bật sức mạnh và vẻ đẹp của mối liên hệ con người. Đức Thánh Cha cũng nói lên sự quan tâm đồng hành của giáo hội. Ngài nói, giáo hội là mẹ và là thầy, chia sẻ những niềm vui và vất vả của con người. Một đèn, giáo hội không mệt mỏi khẳng định vẻ đẹp của gia đình như Thánh Kinh và Thánh Truyền trình bày cho chúng ta. Đồng thời, giáo hội cũng nỗ lực giúp chúng ta cảm thấy cách cụ thể, sự gần gũi hiền mẫu đối với bao người sống kinh nghiệm của mối liên hệ đổ vỡ hoặc tiếp tục sống nó cách đau khổ và mỏi mệt. Cách hành động của chính Thiên Chúa với dân bất trung của người là chúng ta dạy chúng ta rằng tình yêu bị tổn thương có thể được Thiên Chúa chữa lành qua lòng thương xót và sự tha thứ. Do đó, trong những tình cảnh này, giáo hội không được yêu cầu ngay lập tức và chỉ kết án, nhưng trái lại, trước những đổ vỡ hôn nhân đau khổ, giáo hội cảm thấy được kêu mời sống sự hiện diện bác ái và từ bi của mình để dẫn đưa các cõi lòng thương tổn và lạc bước trở về với Thiên Chúa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp cho các đôi vợ chồng sống và luôn canh tân sự kết hợp của họ, bắt đầu từ món quà nguyên thủy của Thiên Chúa. Kính mời quý vị hiệp ý cùng Đức Thánh Cha theo ý nguyện trên đây qua kinh truyền tin. Angelus Domini nunciabit Mariae, et concepit Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis
nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udini et feciamo benedictionibus Christi. Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo annunciante, Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidebilibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc hôm nay là lễ Đức Mẹ Mân Côi. Ngài ngỏ lời chào đặc biệt các tín hữu đang tụ họp tại đền thánh Đức Mẹ ở Pompeii để đọc kinh cầu Đức Mẹ theo truyền thống dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Mario Gennari, sứ thần tòa thánh tại Syria. Đây là kinh do chân phước Bartolo Longo soạn, được đọc vào ngày 8 tháng 5 và Chủ nhật đầu tháng 10 hàng năm. Đức Thánh Cha tái mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi mỗi ngày trong tháng 10 và kết thúc với điệp khúc dưới sự che chở của mẹ và kinh cầu tổng lãnh thiên thần Mikae để đẩy lùi những tấn công của ma quỷ muốn chia rẽ giáo hội. Đức Thánh Cha cũng thông báo rằng thứ bảy tới đây tại Roma sẽ diễn ra ngày các hang tòa đạo lần thứ nhất. Nhiều hang tòa đạo sẽ được mở cửa cho dân chúng viếng thăm với các buổi hội thảo giáo dục và sự kiện văn hóa. Đức Thánh Cha cảm ơn sáng kiến của Ủy ban Tòa Thánh về Khảo Cổ Thánh và cầu chúc sự kiện được thành công tốt đẹp. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hiện diện trong buổi đọc kinh truyền tin, các tín hữu Roma và khách hành hương, đặc biệt là các gia đình và các nhóm giáo xứ của Ý, cũng như các miền trên thế giới. Ngài chào các tín hữu Công giáo Hy Lạp của Slovak và các tín hữu giáo phận Bosnian của Ba Lan, các ông bà của Manta, các sinh viên của Noilly Pháp và các nữ tu Thánh Phaolô Thành Sạc đến từ Australia. Đức Thánh Cha chào đoàn hành hương do các thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria tổ chức, các đoàn Calliope của Gussago tỉnh Brescia, các thanh thiếu niên của tổ chức giới trẻ sinh viên của Lazio và các tín hữu của Appiate Grasso. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Buon pranzo e arrivederci.